phát huy những cái thành tích đạt được trong năm 2016 thì sang năm 2017 hệ thống ngân hàng các tổ chức Việt Nam mà do ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục phát huy được. Trước hết là chúng ta sẽ đảm bảo được cái giá trị của cái đồng nội tệ, và như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu là cái tỷ lệ tỷ giá giữa Việt Nam đồng và một số đồng mà sử dụng để thanh toán trong cái cán cân thương mại của Việt Nam nó sẽ thay đổi phù hợp với cái sự biến động của thị trường thế giới. Cái thứ hai nữa là trong năm 2017 thì cái sự kết hợp giữa cái chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá nó sẽ nhuần nhuyễn hơn, và hy vọng là cái kết quả thu được của nó sẽ là kéo dài thời gian phát hành của trái phiếu chính phủ và hạ cái lãi suất của trái phiếu chính phủ xuống. Thì và cái thứ ba nữa là trong năm 2017 chúng ta sẽ thực hiện tốt được cái đề án tái cơ cấu của các tổ chức tín dụng yếu kém. Trước hết thì chúng ta phải nói rằng là nếu mà ngân hàng nhà nước không chỉ đạo rốt ráo cái việc mà xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và xử lý được cái tài sản đảm bảo để mà đảm bảo nợ xấu tại VAMC thì chúng ta có thể nói rằng là sẽ rất khó có cơ sở để ngân hàng nhà nước chỉ đạo thị trường hạ cái lãi suất cho vay xuống và hạ cái lãi suất huy động tiền gửi xuống. Cho nên nó là hai mặt của một vấn đề. Nếu chúng ta làm tốt vấn đề xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo của xử lý nợ xấu thì đến cuối năm 2017 lãi suất huy động và lãi suất cho vay sẽ giảm, và tôi nghĩ rằng đấy cũng sẽ là một trong những cái đóng góp rất lớn của ngành ngân hàng đối với phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng ra chủ nghĩa, cho nên là đồng tiền Việt Nam nó là một phương tiện thanh toán thì nó cũng phải thực hiện tất cả các cái quy luật của nền kinh tế thị trường. Tức là khi mà cái tỷ giá giữa Việt Nam đồng và đồng đô la Mỹ nó sẽ thay đổi tùy thuộc cả vào sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, chứ không chỉ phụ thuộc vào có mỗi ý muốn chủ quan của nền kinh tế Việt Nam. Cho nên ở đây chúng ta nói là tỷ giá nó như thế nào thì chúng ta phải nói ngay là tỷ giá nó theo giá thị trường. Nhưng vấn đề là nó phù hợp với sức khỏe của nền kinh tế.